Bệnh đái tháo đường đang trở nên phổ biến với số lượng người mắc không ngừng gia tăng. Vì vậy, cách điều trị căn bệnh này được rất nhiều người quan tâm. Người mắc đái tháo đường thường có các triệu chứng như vết thương lâu lành, nhức mỏi, thị lực giảm, khát nước, uống nhiều, ăn nhiều, người gầy, cảm thấy rất nhanh đói ngay cả khi ăn nhiều, thường thấy ở người đái tháo đường thể 1, ngứa gan, tê bì, chân tay là người đái tháo đường thể 2. Để điều trị, bên cạnh các phương thức điều trị hiện đại, nhiều người lại muốn tìm về những giá trị cội nguồn, những phương pháp đã được ứng dụng và thực hiện trong nhiều thế kỷ qua như y học cổ truyền. Phương thức này thường trọng dụng rau quả hàng ngày, có tác dụng quản lý, ngăn ngừa triệu chứng của bệnh, càng là lý do để mọi người lựa chọn. Y học cổ truyền Việt Nam hôm nay sẽ giới thiệu đến bạn 5 loại rau, củ, quả cực tốt cho người mắc bệnh đái tháo đường. Bí đỏ nằm trong danh sách này, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua bí đỏ, bởi trong loại quả này chứa một lượng lớn vitamin C có tác dụng chống lại virus, vi khuẩn gây bệnh và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Theo nghiên cứu hiện đại, bí đỏ có khả năng làm hạ đường huyết trong máu, vì vậy giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường, ngăn ngừa khả năng phát triển thành mãn tính, chữa cao huyết áp và đái tháo đường, đau thần kinh liền sườn, áp xe phổi. Với quả bí đỏ non, chưa có hạt, còn có tác dụng hạ đường huyết, giảm đau đầu. Theo y học cổ truyền, bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, có thể bổ sung chung ích khí, dưỡng tâm bổ phế, tiêu viêm chỉ thống, giải độc. Để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, ta chỉ cần bí đỏ 200g và đậu xanh 100g, trong đó đậu xanh nấu trước với nước cho mềm, bí đỏ cho vào sau, khi chín ăn cái uống nước. Mướp đắng. Ngoài bí đỏ, mướp đắng cũng là thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C rất lớn, thậm chí còn đứng đầu trong các loại rau, dưa, bí, có tác dụng bảo vệ màng tế bào, kháng ung thư, bảo vệ màng tế bào, phòng xơ vữa động mạch, phòng cảm mạo, bảo vệ tim, nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt, chất glycosid của mướp đắng có tác dụng trị liệu bổ trợ đối với bệnh đái tháo đường. Theo y học cổ truyền, mướp đắng vị đắng, tính hàn, công dụng thanh nhiệt, giải độc, thích hợp với các chứng khát, nhiệt sinh ra nóng, mát tim, nhuận tràng, làm sáng mắt, bổ thận, tráng dương. Để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, ta dùng mướp đắng thái nhỏ, phơi hoặc sấy khô, sau đó đem sắc uống hoặc tán bột nhịn hoặc tán bột mịn, mỗi ngày uống từ 12 đến 20g, chia từ 2 đến 3 lần. Mộc nhĩ. Theo các nghiên cứu, mộc nhĩ giàu chất dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng và các vitamin như B1, B2 có tác dụng cải thiện chức năng gan, thận, giảm cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Theo sách thuốc cổ, mộc nhĩ vị ngọt, tính bình, có thông dụng dưỡng vị sinh tân, tư âm nhuận phế, rất thích hợp cho những người suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mắc chứng bệnh cao huyết áp, thiểu năng tuần hoàn não hay các bệnh về đường hô hấp. Để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, ta chuẩn bị mộc nhĩ 50g và đậu ván trắng 50g, trong đó đậu ván trắng nấu trước với nước cho mềm, mộc nhĩ cho vào sau, ăn cái, uống nước, hoặc dùng mộc nhĩ và đậu ván trắng với liều lượng bằng nhau, đem sấy khô tán bột, mỗi ngày uống 9g. Đậu đỏ. Theo y học hiện đại, đậu đỏ giàu chất dinh dưỡng, vừa là loại thực phẩm bổ máu, vừa có tác dụng kháng khuẩn, kích thích nhu động ruột, tiêu viêm, lợi tiểu, giải độc, hạ cholesterol và chống ung thư. Trong đông y, đậu đỏ có tên thuốc là xích tiểu đậu. Người tạng hơi hàn thì sao qua, sao đen tồn tính có công dụng an thần lợi tiểu. Người có thể chất nhiệt thì dùng sống hoặc tác dụng tiêu độc giải nhiệt. Xích tiểu đậu vị ngọt, chua, tính bình, vào hai kinh tâm và tiểu tràng,
có tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, cầm máu, tiêu sưng, tấy, rút mủ. Để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, ta chuẩn bị đậu đỏ 100g và bí đao 300g. Đậu đỏ nấu trước với nước cho mềm, bí đao cho vào sau, sau khi chín ăn cái uống nước. Củ mài, cuối cùng là củ mài. Theo y học hiện đại, củ mài phần rễ có tác dụng chống lão suy, di niệu, làm giảm đường huyết, ngừa bạc tóc sớm và tăng lực. Trong đông y, củ mài với tên là hoài sơn, vị cam bình vào kinh phế tỳ thận, có tác dụng bổ phế cố thận, kiện tỳ ích khí, ích tinh sáp niệu, dùng cho các chứng phế hư, tỳ hư, thận hư, với các triệu chứng gầy còm mệt mỏi, ho lâu ngày, di tinh liệt dương, đới hạ, đái tháo đường. Để hỗ trợ điều trị đái tháo đường, ta chuẩn bị củ mài 60g, tụy lợn một cái, gia vị vừa đủ, tất cả đem hầm mềm rồi ăn. Bên cạnh việc sử dụng 5 loại rau củ quả như chương trình đã nói, bạn cần kết hợp với việc sử dụng thuốc theo chỉ định cũng như áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng thể bệnh, khám sức khỏe định kỳ nhằm giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa kịp thời. Hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có thêm nhiều kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Nếu bạn đang có nhu cầu muốn tìm hiểu và học tập về y học cổ truyền, hãy nộp hồ sơ về trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Tại đây, trường sẽ liên tục tuyển sinh lớp y sĩ y học cổ truyền tại địa chỉ 215 Nơ Trăng Long, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 096 881 6981. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, bình luận và chia sẻ video ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!